Xin chào em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Và hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc đi Yamaha model là DSV-S630. Với chiếc đi này thì nó sẽ có thiết kế là mặt phay nhôm và vàng chanh rất là đẹp nha anh em. Và nó sẽ có chức năng chỉnh bass chép bằng cơ như là những cái dòng âm đi stereo. Dòng này thì nó sẽ có kết nối cộng quang, anh em có thể chơi nhạc, nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV rất là tiện lợi. Cộng kết nối cộng analog để ta có thể chơi nhạc từ đồ đĩa. Và ngoài ra nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều chế độ nghe nhạc nha anh em. Đây là chế độ nghe nhạc và xem phim. Ở đây nó sẽ có luôn cái chế độ là 6 stereo. Thì với chế độ này anh em có thể nghe nhạc bằng 6 kênh loa, khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và nó sẽ có thiết kế công suất maximum lên tới là 110W nha. Tầm rất là khỏe thì ta vẫn có thể lắp thêm vang số vào để chơi karaoke tốt trong phạm vi gia đình. Và đặc biệt là chiếc âm đi này thì nó sẽ có cái cổng rẻ out và ta có thể sử dụng nó để làm giả mã DAC, còn bộ rẻ trong tầm giá. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để em thưởng thức về chất âm của chiếc đi Yamaha 630. Đây nha anh em. Đó là cảnh mặt trước của máy nha anh em. Phay nhôm mà vàng chanh rất là đẹp nha. Ở trên này có một cái vết nhẹ thôi nha. Còn luôn cả cái nắp đậy nha. Cái sắt cắm còn mạ vàng rất là đẹp, sáng choáng luôn. Rồi về kết nối phía sau nha. Đây là cái khiển phụ kiện có thể chỉnh được các chức năng cơ bản của máy nè. Volume ngắt tiếng nó đầy đủ luôn nha. Rồi về kết nối phía sau. Rồi đây là cổng quang, anh em lấy tín hiệu từ Smart TV xuống nha. Cổng analog để chơi nhạc từ đồ đĩa. Model Yamaha DSV-S630 điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 230W. Rồi hiện tại là em đang kết nối cặp loa men nha. Em sẽ test các cổng ba loa luôn cho anh em còn lại. Và một cặp loa cho vị trí là rear surround nha. Và một cặp loa cho vị trí là center và center rear. Và như vậy là ta có thể chơi cùng lúc là 6 loa. Và trợ kháng của nó là sẽ từ là 6 ohm đến 12 ohm nha anh em. Rồi bây giờ thì em sẽ test luôn cái cổng rear đây. Ta muốn sử dụng nó để làm gia mã DAC, đây là cái cổng men nha. Lạnh vài áo hoa, phai màu xanh,
Rồi hoạt động ok mọi chức năng nha anh em, cổng quang, cổng analog, tất cả các cổng loa, cổng giải mã DAC luôn nha. Thông số kỹ thuật của chiếc ly Yamaha DSP AS630 với giá xuất xưởng khá cao 65.000 yên, chiếc ly đa kênh 6.1 hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng và phim trực tiếp từ Smart TV. Với cổng real thì ta có thể sử dụng chiếc ly này để làm giải mã DAC. Tích hợp bộ giải mã DAC 24bit 96kHz với cổng real thì ta có thể sử dụng chiếc ly này để làm giải mã DAC ngon bộ rẻ trong tầm giá. Bộ có tải công suất 6 kênh với thiết kế công suất là 110W và nhận điều cho 6 kênh loa, đánh khá là khỏe nha anh em. Hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby, DTS đầy đủ. 23 chương trình nghe nhạc và xem phim. Và đặc biệt là dòng này thì nó sẽ hỗ trợ chế độ nghe nhạc 6CH Stereo. Với chế độ này thì ta có thể nghe nhạc bằng 6 kênh để không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Công suất ra loa ở loa 6 ohm là 75W một kênh loa và công suất maximum lên tới là 110W một kênh loa và nhận điều cho 6 kênh. Điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 230W. Về kích thước chiều ngang là 435mm và chiều cao 161mm, chiều sâu 390mm, trọng lượng là 11,5kg. Nội thất âm ly Yamaha 630, biên thi nguồn Yamaha to, 2 tụ lọc nguồn for audio Elena, trọng lượng là 12.000mF. Và dòng này thì nó sẽ đánh là 12 sò xăng ken lớn nha anh em. Sử dụng làm giải mã DAC, còn bộ rẻ trong tầm giá luôn. Cấu hình cũng rất là chuẩn nha, Yamaha xịn sò. Rẻ hơn cái những cái âm ly lắp ráp tại Việt Nam luôn. Vừa chơi cổng quang, vừa làm giải mã DAC. Mặt phay nhôm. Với chiếc ly Yamaha DSP AS630 trong tình trạng đẹp long lanh, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV. Và ngoài ra ta vẫn có thể sử dụng chiếc ly này để làm giải mã DAC, ngon bộ rẻ trong tầm giá. Với chiếc ly Yamaha DSP AS630 thì em sẽ bán với giá là 1.950.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em, vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.